15 phép lạ đặc biệt của mẹ ơn cứu rỗi. Một cha quên nói về Đức Mẹ. Một hôm, sau khi giảng thuyết, một vị thừa sai thấy một ông già đạo mạo đến xin tỏ với ngài một việc hệ trọng. Vị thừa sai hỏi, ông muốn nói gì đây? Ông lão ngần ngại, im lặng tôn kính, không dám nói với nhà giảng thuyết điều mà Chúa soi cho ông. Linh mục nói, cứ bình tĩnh, ông ạ, ông cứ nói đi. Sao? Con là người khốn nạn nhất mà dám nhắc cho đấng thừa sai của Chúa một bổn phận ư? Không bao giờ con dám thấy. Đừng sợ, ông ạ, ông cứ nói. Ông thấy tôi chưa chu toàn nghĩa vụ nào một cách thỏa đáng. Thưa cha, cha phàn nàn vì cha giảng cảm động đến thế mà không đem lại kết quả nào cho phần rỗi các linh hồn. Con biết duyên cớ điều ấy. Duyên cớ thế nào ông? Thưa cha, cha còn thiếu một điều cốt yếu. À, thế thì xin ông làm ơn chỉ giáo dùng tôi đi. Thưa cha, cha quen nói về Đức Mẹ. Không có mẹ, cha chỉ mất thời giờ thôi vì hiệu quả lời Chúa ở cả trong tay mẹ kia mà. Vì thừa sai ấy là một linh mục thánh thiện cháy nắng một hoài bão cứu vớt các linh hồn. Ngày hôm sau, Mai giảng một bài đầy đủ về lòng tôn sùng mẹ Maria. Cả thành phố náo động. Những người tội lỗi chen nhau vào tòa cáo giải. Từ ngày đó tuần đại phúc được đầy kết quả. Bì thừa sai thường kể lại chuyện này, không cho biết là chuyện mình, như một chứng cớ hiển nhiên về sự cần thiết phải tôn sùng mẹ Maria, để đem về cho Chúa nhiều linh hồn và làm cho họ tiến tới trên đàng nhân đức. Trên kia, chúng ta đã chẳng ngại Thánh Liguori quả quyết rằng trong các bài giảng, thì bài giảng về tình thương của mẹ thường đem lại nhiều kết quả tươi đẹp cho phần rỗi đó ư. Một vị giám mục đạo đức ở miền Nam nước Pháp, Đức cha Levezu Zevesins, khi nói những cuộc trở lại lạ lùng, những cuộc thánh hóa kỳ diệu ở địa phận này, do ít nhiều tu sĩ kém tài năng, như luôn luôn giảng về Đức Mẹ đem lại. Ngài vui vẻ nói, các tu sĩ đó được Đức Mẹ tùy theo ý mình. Do đó, họ làm được tất cả những điều họ muốn. Hai, khi gần chết nó đã nhìn lên mẹ, hứa chừa cải. Trong một đoạn dài trong sách Mạc Khải Lục của Thánh nữ Brigitta có kể một chuyện đáng chú ý về nhiệm vụ xót thương của Đức Mẹ khi các linh hồn ra trước tòa phán xét. Sau đây là những nét chính. Ma quỷ đem đến trước tòa Chúa phán xét linh hồn một hiệp sĩ. Linh hồn này rất run sợ. Quỷ nói, đây là một cái mùi mà thiên thần hộ thủ và tôi đã tranh giành nhau từ lâu. Nhưng sau cùng nó đã rơi vào tay tôi. Những tội lỗi nó, tôi đã viết kín 7 quyển sổ. Phán xét linh hồn một hiệp sĩ. Linh hồn này rất run sợ. Quỷ nói, đây là một cái mùi mà thiên thần hộ thủ và tôi đã tranh giành nhau từ lâu. Nhưng sau cùng nó đã rơi vào tay tôi. Những tội lỗi nó, tôi đã viết kín 7 quyển sổ. Mỗi cuốn 3 cột, mỗi cột ít nhất phải có 1.000 chữ. Nói rồi, ma quỷ mở 21 cột sổ, đếm những tội lỗi mà hiệp sĩ đó phạm đến lề luật Chúa. Khi hắn đếm xong, mẹ tình thương bước tới gần tòa Chúa. Cưa, con mẹ, mẹ xin tranh luận với ma quỷ để minh định cho những lời nó tố cáo linh hồn này. Chúa trả lời, thưa mẹ yêu dấu, quỷ dữ cũng được xử công bằng.
Có lẽ nào mẹ là mẹ, là chủ phụ các thiên thần lại không được. Mẹ toàn năng và thấy được mọi sự nơi con. Mẹ cứ nói để loài người biết tình con yêu chúng. Mẹ Maria phán với quỷ rằng, ta là chủ mày. Ta truyền cho mày phải trả lời 3 câu hỏi. Mày có xem thấy hết mọi tư tưởng người ta không? Thưa không, tôi chỉ căn cứ ở bề ngoài mà đoán xem nó có ưng theo những ý xấu tôi khêu gợi hay không thôi. Còn những ý lành của nó thì tôi không biết. Ai xóa được những điều mày đã ghi trong sổ của mày? Chỉ có tình thương của Chúa. Có tội nhân nào tuyệt vọng đến nỗi còn sống ở trên thế gian mà không thể xin được ơn tha thứ không? Không, không một người nào. Tội nhân nào muốn cải tạo và được Chúa thương, hết mọi quỷ hỏa ngục cũng không thể cầm giữ nó trong giò lưới mình. Nghe những câu trả lời đó rồi, mẹ tình thương trong mặc khải của thánh nữ Brigitta, mẹ luôn tự xưng bằng danh hiệu đó, mới giải thích cho cử tọa hiểu rằng hiệp sĩ đó, lúc còn chết, đã ngước nhìn mẹ, nài xin mẹ biện hộ cho trước tòa Chúa, và hứa nếu Chúa còn cho sống ở trần gian, sẽ sống một đời sống tốt lành. Mẹ nói, vậy thì ta là mẹ tình thương, ta lại không nghe lời người này cầu xin ư? Quỷ đáp, hắn có thiện chí trở lại hay không? Tôi không biết. Xin minh chứng cho tôi. Thằng khốn kiếp, mày không đáng ta trả lời mày. Nhưng để nhiều người được ích lợi, ta bằng lòng chứng minh. Mở sổ của mày ra, đọc xem rồi nói cho ta biết. Quỷ mở sổ xem rồi tru lên tức tối. Sổ tôi bị xóa sạch rồi, không còn qua một vết nhỏ. Khốn thân tôi, tai hại cho tôi, bà lừa dối tôi. Quan án trí công ca ngợi mẹ đã cứu được linh hồn đó. Quỷ kêu xin, tôi thua cuộc. Như linh hồn này còn nhớp nhúa, Chúa cho phép tôi được giam giữ nó bao lâu để nó đền tội? Chúa phán, nó đã dùng thị quan, thính quan. Nó đã dùng thị quan, thính quan và xúc quan mà phạm tội, nên nó phải chịu phạt ở 3 giác quan đó, mỗi giác quan 3 hình khổ. Nó lại muốn sống ở trần gian này cho đến tận thế, nên nó phải chịu ra hình đến tận thế. Mẹ lại đến can thiệp, con ơi! Mẹ chúc tụng con về lý đoán xót thương đó. Nhưng không còn phương thế nào để rút ngắn thời gian thống khổ đằng đẵng đó ư? Không còn cách thế nào cứu linh hồn đáng thương này khỏi tay quỷ dữ ư? Chúa trả lời, con không chối mẹ điều gì cả. Mẹ là mẹ tình thương, mọi người đều được thương xót an ủi kia mà. Thế là vị nữ tráng sư khoan hậu lần lượt nhắc lại những việc hiệp sĩ đó lúc còn sống đã làm dâng kính mẹ. Liền đó, mẹ đã xin được ân giảm 1/3 hình phạt cho hiệp sĩ ấy, không phải trông thấy bộ mặt nhem nhuốc gớm ghê của ma quỷ, không phải nghe những lời nhục nhã nó lăng mạ, và không phải chịu rét buốt lạnh lẽo, vì lúc sống ở thế gian đã nguội lạnh ơ hờ. 3. Hàng ngày cầu xin mẹ đừng bỏ con. Ở Valencia, nước Tây Ban Nha, có một người phạm trọng tội, thất vọng hoàn toàn. Để thoát khỏi lưới pháp luật, chàng quyết định đi theo Hồi giáo. Chàng ra cửa bể đáp tàu, tình cờ ngang qua một nhà thờ lúc cha Jerome Lopez, dòng tên, đang giảng về tình thương của Chúa. Nghe bài đó, cảm động,
chàng đến sấp mình dưới chân cha Lopez, xưng tội và trở lại. Cha hỏi chàng quen làm việc gì để đáng Chúa xử xót thương như vậy. Chàng trả lời rằng hết mọi việc đạo đức của chàng chỉ là hàng ngày cầu xin mẹ đừng bỏ mình. Cũng linh mục đó gặp một tội nhân trong một bệnh viện, đã 50 năm không xưng tội. Chỉ có thói quen mỗi lần gặp một ảnh tượng mẹ Maria, đều cúi chào và cầu xin mẹ đừng để mình chết đang khi mắc tội trọng. Tất cả việc sùng kính đạo đức của ông ta chỉ có thấy. Ông kể thêm rằng trong một cuộc đấu gươm, thanh kiếm của ông bị địch thủ phạt gãy. Ông liền kêu xin với mẹ, chết con rồi. Con bị đoán phạt mất. Lạy mẹ các tội nhân, xin thiếu con. Cũng lúc đó, ông thấy mình được đưa đến một nơi vững chắc không biết bằng cách nào. Thế rồi ông xưng tội chung và chết khi đầy lòng tin cậy. 4. Con đã xin mẹ rất nhiều. Cha thừa sai truyền giáo Blot, tuyên úy các nữ tu dòng Camelo ở Ballet viết rằng một cựu học sinh của chúng tôi đã bắn 2 phát đạn vào óc để tự tử, nhưng bỗng chốc tỉnh lại nói được để xưng tội, không hối và chịu phép sức dầu. Rồi, co tay vạch áo ngực, chỉ cố áo Đức Mẹ mà không bao giờ ông rời bỏ. Ông nói yếu ớt, mày xưa con đã cầu xin mẹ rất nhiều, nên ngày nay mẹ còn thương con đấy. 5. Dâng mình cho mẹ hồi nhỏ. Có nhiều người tự tử, mà may thay, không chết ngay, lại còn tỉnh lại được, có đủ thời giờ xin Chúa tha thứ tội lỗi, chịu phép giải tội, đôi khi còn chịu đủ các phép thánh rồi mới chết. Vì linh mục đó quyết rằng đặc ân họa hiếm ấy là do việc sùng kính đặc biệt mà hầu hết giáo hữu tuyệt vọng đó lúc còn nhỏ đã siêng năng dâng kính Đức Mẹ thành Chartres, một địa điểm hành hương nổi tiếng trong vùng. 6. Vì lòng kính mến Đức Mẹ, xin đừng làm nhục. Một linh mục thông thái dòng tên, người Neapoli, là cha Giulio Ricciopito, năm 1664 xuất bản một cuốn sách rất giá trị về những dấu hiệu của ơn tiền định. Cuối sách, mài viết câu chuyện sau đây để chấm hết cho tác phẩm. Tôi không thể im lặng, không kể ra đây một câu chuyện mới xảy ra, mà một vị giám mục thận trọng, đáng tin cậy đã kể lại và chính ngài đã xác nhận sự đúng đắn của nó. Mấy năm trước đây, có một tướng cướp quen làm nghề trong vùng phụ cận một thành phố danh tiếng ở nước Ý, trong quyền cai quản của ngài. Một hôm, bọn đồng đảng dẫn về cho hắn một thiếu nữ rất nhan sắc. Thiếu nữ này xin hắn đừng làm nhục danh tiết mình. Nàng gắn bó thiết tha rằng xin vì lòng yêu mến Đức Mẹ Maria. Một tàn lửa vô hình của lòng tôn sùng mẹ còn sót lại trong đáy hồn tên tướng cướp đã chiến thắng dục vọng đê hèn của hắn. Không những hắn ưng nhận lời thiếu nữ này xin, mà còn muốn tránh cho nàng khỏi bị đồng đảng hắn làm đê nhục. Đã dẫn nàng an toàn ra khỏi khu vực ấy, lại xin nàng cầu nguyện với Đức Mẹ Maria mà nàng thiết tha yêu mến ấy cho mình nữa. Đêm hôm sau, đang lúc tướng cướp ngủ, hắn thấy một vị nữ hoàng vẻ mặt uy nghi hiện đến, nhìn hắn một cách rất hiền từ và nói, hôm qua, con đã làm một việc vì yêu mến ta, việc ấy đẹp lòng ta lắm, ta sẽ nhớ đến con. Hắn thức dậy, coi việc đó là một giấc mơ màng không đáng để ý, bèn quên bẵng. Ít lâu sau, hắn bị bắt giam. Đêm trước hôm hắn bị hành hình, vị nữ hoàng uy linh lần trước lại hiện ra khi hắn ngủ. Ói, con có biết ta không?
Hắn trả lời rằng đã có một lần trông thấy một người giống hệt như thế. Nữ hoàng nhắc lại câu đã nói với hắn lần trước, rồi thêm rằng, ta là Maria, nữ vương trời đất. Vì lòng mến ta mà con đã tôn trọng người thiếu nữ đã tận hiến cho ta. Ta đến thưởng con vì hành động đó, sau khi con bị hành quyết, ta sẽ đem con vào nơi vĩnh phúc. Việc lạ lùng ấy làm tên tướng cướp tỉnh dậy. Ơn thánh đang hoạt động trong linh hồn hắn làm hắn vững tin rằng nữ vương trên trời đã hiện ra với hắn và hứa cho hắn được rỗi linh hồn. Thế là người ta thấy hắn run lên vì sung sướng. Xin được cấp tốc đem ra xử vì hắn biết đó chính là con đường lên nơi sống thật. Cùng một lúc, tướng, xin được cấp tốc đem ra xử vì hắn biết đó chính là con đường lên nơi sống thật. Cùng một lúc, hắn có hai cảm tình trái ngược. Một đau đớn thống thiết và một vui mừng khôn tả. Vì một đàng hắn tỏ ra đau đớn chua xót về các tội đã phạm. Một đàng khinh phạt phải chịu làm hắn say sưa một niềm vui khô sánh. Người ta nói đó là một đấng tử đạo bay đến pháp trường, chứ không phải là một tên tướng cướp bị điệu đi xử tử. Hình phạt đã trở thành chiến thắng cho hắn vậy. Hắn tỏ với cha giải tội cái duyên cớ đau đớn và vui mừng khác lạ ấy, bằng lòng cho cha tỏ ra với mọi người. Ngay trên bậc giảo hình đài, cha đã kể lại chuyện đó. Toàn dân cảm tạ đón nhận tin vui này. Họ sung sướng tràn nước mắt, đua nhau tung hô tình thương siêu vời của mẹ Maria. Trong lúc đó xác tướng cướp treo cao trên giảo đài, nhưng tỏ ra một nét đẹp rất bình tĩnh đến cảm động. Mẹ Maria thường ưu đãi như vậy với những tội nhân có một vài tâm tình yêu mến mẹ đặc biệt như Thánh Anselmo, cha Thomas Cantip và cha Pelbat đã làm chứng. 7. Xin đừng quên cầu cho linh hồn mồ côi này. Mẹ Maria thường cứu giúp những người khốn nạn mà các phương sách của loài người đều đã bó tay. Trong hạnh tiết nữ tu Catherine đầu xanh Augustine có kể chuyện sau này. Trong miền nữ tu ở, có một phụ nữ tên là Maria. Từ thiếu thời đã sống một cuộc đời rất ngực buông tuồng. Lớn lên cũng chẳng sửa mình. Người miền ấy chán ngấy vì những phóng đãng của nàng, họp nhau trục xuất nàng ra khỏi thành phố, cho ở trong một cái hang ngoài vùng họ. Ở đó, nàng mắc một bệnh ve hồn, từng mảng thân thể rơi rụng dần. Sau ít lâu nàng chết không được chịu các phép bí tích, không được một người nào đoái hoài. Xác nàng được người ta chôn táng ngoài đồng, không một lễ nghi tôn giáo. 4 năm sau, một hôm có linh hồn ở luyện mục hiện về với nữ tu, nói, tôi khổ quá bà ơi, bà cầu nguyện cho mọi người đã chết, có mỗi mình tôi đáng thương nhất bà lại chẳng hề thương cảm. Nữ tu hỏi, hồn là ai? Tôi là Maria, tội lỗi đáng thương, đã chết ở ngoài hang đá. Nữ tu Catherine ngạc nhiên kêu lên, sao? Chị cũng được rỗi ư? Vâng, tôi được rỗi nhờ tình thương của mẹ Maria. Trong giây phút cuối cùng đời tôi, thấy bị mọi người bỏ rơi và đầy tội lỗi ghê gớm, tôi nhớ đến mẹ Thiên Chúa. Tự đáy lòng, tôi kêu xin, ôi mẹ, là nơi nương ẩn của mọi người trơ trọi, xin thương xót con. Người ta từ bỏ con hết cả rồi, chỉ còn có mẹ là hy vọng độc nhất của con đó thôi. Xin mẹ đến cứu lấy con, tôi chẳng cầu nguyện uổng công. Chính nhờ mẹ cầu bầu mà tôi được thành tâm thống hối, ăn năn tội thành tâm thống hối, ăn năn tội cách chọn và thoát khỏi hỏa ngục.
rồi nàng xin nữ tu dâng lễ cầu cho mình được giải thoát. Ít lâu sau, nàng hiện về sáng láng như mặt trời nói với nữ tu: "Tôi lên trời đây, tôi sẽ ca tụng tình thương vô biên của Chúa. Xin cảm ơn bà, Ám, mẹ đồng trinh với Thánh nữ Maria Ai Cập." Thánh nữ Maria Ai Cập là một chuyện rất hay kể trong cuốn đầu bộ Hạnh tích các thánh tu rừng. Từ 12 tuổi, nàng Maria của chúng ta đã trốn biệt gia đình, sang sống một đời bê tha hoang đàng ở đô thành Alexandria. Người thành đó đều tởm vớm vì cái nếp sống phóng túng đến bỉ ổi của nàng. Sau 16 năm trị lạc tội lỗi, nàng lên đường bắt đầu một cuộc giang hồ trên khắp lục địa đến Jerusalem vào dịp lễ kính thánh giá. Giáo hữu tứ phương tề tựu mừng lễ rất đông. Bị tính tò mò xúi dục hơn là do lòng sùng ngộ khuyến khích, nàng nảy ý tưởng vào xem nhà thờ. Nhưng vừa bước tới bậc cửa, nàng cảm thấy một sức mạnh vô hình đẩy nàng ra. Nàng cố thử một lần nữa thì lại bị đẩy ra một lần nữa. Lần thứ ba, thứ bốn đều vô hiệu. Nàng bèn lui vào một xó ngoài tiền đình. Ở đó, nàng được Chúa soi cho hiểu biết mình không xứng đáng đặt chân vào đền thánh vì tội lỗi. Ngước mắt lên, nàng nhìn thấy một bức họa vẽ Đức Mẹ Đồng Trinh. Nàng sắp mình chứa chan hai hàng lệ, khẩn cầu: "Ôi mẹ Thiên Chúa, xin thương con với, con đầy tội lỗi khốn nạn. Con biết rồi, tội con làm con rất bất xứng, chỉ có mẹ là đói nhìn con thôi. Mẹ là nơi trú ẩn của tội nhân mà, vì tình yêu Chúa Giê-xu, con mẹ, xin mẹ giúp mở cửa nhà thờ cho con với. Con muốn cải tạo đời sống và đi đền tội ở bất cứ nơi nào mẹ muốn." Lúc đó, hình như Đức Mẹ trả lời, nàng nghe có tiếng thì thầm trong lòng: "Được con ạ, con đã chạy lại với mẹ và muốn trở về, thì đó cửa thánh đường đã mở, con vào đi." Nàng vào kính thờ thánh giá, khóc lóc nghẹn ngào, rồi trở lại bức ảnh, nàng kêu xin: "Lạy nữ vương con sẵn sàng vâng lời mẹ. Mẹ muốn con đi đền tội ở đâu, xin tỏ cho con biết. Con hãy sang bên kia sông Jordan, sẽ thấy nơi yên nghỉ." Nàng xưng tội rước lễ rồi sang qua sông Jordan. Đó là một khu rừng rậm, nàng hiểu nơi đền tội là đây. Trong khoảng 17 năm đầu, ma quỷ không bỏ một mánh khóe nào mà không tấn công để xô nàng ngã lại. Lúc đó nàng đã làm gì để đối phó? Chỉ có một việc là cậy trông ở mẹ Maria. Mẹ cũng ban cho nàng được sức mạnh kháng cự với mưu mô của chúng quỷ một cách thắng lợi suy bảy. Sau một đời sống khắc khổ, thầm lặng trong rừng, Chúa cho linh mục Zosimo tìm thấy nàng vào một ngày im vắng. Tương thuật đời mình cho linh mục rồi nàng xin ngài năm sau lại tới đem thánh thể cho nàng. Linh mục làm theo như ý. Nàng lại xin ngài trở lại một lần nữa. Năm sau, linh mục Zosimo trở lại. Như lần này ngài gặp thấy nàng đã từ trần. Quanh xác sáng tươi chói lọi một luồng hào quang rực rỡ. Vần trên đầu, ngài đọc thấy những dòng chữ viết trên cát như sau: "Xin chôn xác con khốn nạn tội lỗi ở đây và cầu nguyện cho nó. Nhờ một con sư tử bối huyệt, linh mục Zosimo an táng nàng ở đó. Rồi trở về tu viện, mai thuật lại những việc lạ lùng của tình thương Chúa đã làm cho thiếu phụ thống hối ấy." 9.
Chết bất ngờ. Ở đôn trong miền Franche Comté, năm 1620, bà Léonard Colin qua đời đã lâu năm. Hiện về với cháu là cô Huguette Bois nói rằng cô bị chết bất ngờ, không dọn mình được chút nào, lại mang tội trọng mà không có cha giải tội. Đáng lẽ cô phải xuống hỏa ngục đời đời. Nếu mẹ Maria đầy tình thương không xin Chúa ban cho cô được ăn năn tội cách chọn và cứu cô khỏi hỏa ngục. Nhưng cô phải giam ở luyện ngục, xen xiết ở đó đã 17 năm rồi. Hôm nay, Chúa thương cho thiên thần bản mạnh dẫn cô về gặp cháu. Xin cháu thương cô, đi viếng cho cô 3 lần các đền thánh Đức Mẹ cô sẽ chỉ định cho. Sau đó, cô mới được vào nơi vĩnh phúc. Chính nhờ mẹ Maria, đấng cô hết tình hiếu thảo yêu mến suốt đời, mà cô được ơn này đấy cháu ạ. 10. Đeo áo Đức Mẹ. Trong thời kỳ thi hành chức vụ thiêng liêng trong một trại giam, cha Milorius, dòng tên, vị tông đồ giới lao động và dân nghèo, cả thành ba lê đều biết tiếng, giải tội cho một nữ phạm nhân, cho thị mặc áo Đức Mẹ, và khuyên được thị hứa không bỏ áo ấy bao giờ. Mấy ngày sau, ngài gặp phạm nhân ấy ở sân trại giam. Ngài hỏi thăm, sao? Có khỏe mạnh không? Phạm nhân trả lời, a, thưa cha, từ hôm từ biệt cha, chẳng ra sao cả, tệ lắm, con đã thắt cổ tự tử. Thắt cổ? Sao thế? Vâng, con đã thắt cổ. Bọn tù vu khống cho con một điều đê tiện quá. Con bảo chúng mày là đồ khốn kiếp, và không muốn sống để chịu vu vạ nhục nhã như thế. Con đâm đầu xuống giếng ở giữa sân. Người ta giữ con lại. Con liền kín đáo trèo lên vựa lúa, thắt cổ treo lên một cái đanh rất lớn. Con đã ngạt hơi, chẹn họng. Lúc đó con nhớ tới áo Đức Hạnh. Lúc đó con nhớ tới áo Đức Mẹ. Con bèn nâng lòng hướng về mẹ. Đột nhiên, thừng đứt, con rơi ngay xuống. Con không dám tái phạm thế nữa. Đức Mẹ đã cứu người đó khỏi chết và khỏi chết đời đời. Mặc dù thị mới mang áo Đức Mẹ, tức là mới chỉ có lòng sùng kính mẹ qua loa vậy. 11. Nhờ áo Đức Mẹ. Có một người thất bại về công danh, lại sợ pháp luật truy tố, đã nhất định tự tử để thoát nợ đời. Mặc dù cha Milorius hết lời khuyên giải, vị tông đồ nhiệt thành này cố năn nỉ, vậy thì ít là xin bạn làm ơn cho tôi một lần cuối cùng. Tôi sẽ đem áo Đức Mẹ đến đây. Bạn hứa với tôi là bạn sẽ không bao giờ bỏ áo ấy nhé. Vâng, thưa cha, tôi xin hứa. Cha tốt với tôi quá. Rồi ông ta đi. Vì linh mục bấm bụng một câu vừa nhiệt thành vừa quen thuộc rằng, ông bạn ơi, tôi được cuộc rồi. Ông cứ chết đi, nhưng không chết được đâu. Cùng hôm đó, cơn cám dỗ thất vọng dâng lên cực điểm. Ông ta quyết định nhảy xuống sông Sen. Như nào có chết được, mặc dầu ông ta không biết bơi. Lần thứ hai, ông ta nhảy xuống. Cũng vô hiệu, ông ta vẫn mang áo Đức Mẹ mà. Sau ông mắc bệnh trầm trọng và cải thiện đời sống. Trong dịp đó, cha Milorius thích nhắc lại mãi lời hứa Đức Mẹ đã long trọng tuyên bố rằng
ai chết khi mang áo mẹ Camelo không phải phạt trong biển lửa đời đời. Chúng tôi còn có thể kể từng ngàn chuyện khác giống như thế. Chỉ một mẫu ảnh vầy nhỏ, đơn sơ, in hình mẹ vô nhiễm thai mà đã làm biết bao nhiêu phép lạ. Biết bao nhiêu người trở lại trong giờ chết, khi đã tuyệt vọng, đến nỗi ai cũng gọi ảnh đó là mẫu ảnh phép lạ. 12. Xin đừng để con chết khi chưa gặp linh mục. Một giai thoại trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ. Trong cuộc tấn công vào Goldsboro, thuộc tiểu bang Bắc Carolina, do tướng Sauter chỉ huy, một quân nhân trẻ tuổi bị trúng đạn. Đồng đội coi như anh đã chết, bỏ lại chiến trường. Anh không nói được, nhưng còn biết rõ tình trạng mình. Xa xa, nghe như có tiếng chân đội cứu thương đi cấp cứu. Anh thầm thì, lạy mẹ Chúa Trời, con đang mắc tội trọng. Xin mẹ đừng để con chết không được gặp linh mục. Như đáp lại nguyện vọng của anh, đội cứu thương tới nơi anh nằm. Nhưng thấy anh gần thắt thở, họ vô tư lự nói, thôi, ăn thua gì nữa mà cứu hắn. Chưa đem về đến cơ quan là đã ngỏm rồi ấy mà. Anh ta nghe thấy rõ ràng, nhưng họ bỏ anh đó tiếp tục tìm các thương binh khác. Thấy bị loài người bỏ rơi, ràng. Nhưng họ bỏ anh đó tiếp tục tìm các thương binh khác. Thấy bị loài người bỏ rơi, anh thiết tha nài van mẹ đừng để anh mang tội mà chết. Đội y tá đã đi khá xa thì một người còn có lòng nhân đạo hơn cả bọn. Nói với đồng đội, phải trở lại cứu anh ta chứ. Để một người chết mà không hết cách cứu chữa, tôi không đành. Y tá đó trở lại với mấy người nữa. Lúc tới gần người lính bị thương, họ thấy anh ta còn đủ sức nói được câu, vì yêu mến Chúa, xin đem tôi về với. Họ đặt anh lên băng ca, đem về cơ quan. Ở đó có nhiều thương binh khác cũng đang thoi thóp. Khi tìm được hết thương binh, họ đem cả về quân y viện ở thành phố New Bern, do các chị dòng thương xót săn sóc. Trong cuộc hành trình cam khổ và đằng đẵng gần 3 ngày ấy, những đau đớn của lớp người xấu số đó lại tăng thêm vì nắng nôi và mệt nhọc. Nhưng rồi họ cũng được nghỉ ngơi và săn sóc chu đáo. Bác sĩ thăm bệnh, nhìn thấy những vết thương của người quân nhân đã khẩn thiết cầu xin mẹ đồng trinh. Nói với các sơ rằng anh ta không còn một chút hy vọng bình phục nào nữa. Anh gần chết rồi, có thể một thoáng nữa là xong. Khi giải phẫu, anh ta bất tỉnh nhân sự. Một sơ túc trực ngay bên giường đợi phó linh hồn cho anh ta. Sau một lúc, sơ đó thấy anh ta như muốn tìm một vật gì. Và khi tìm được rồi, anh ta mở to mắt đầy hoan hỉ. Lẽ xuống thăm dò duyên cớ niềm vui ấy và nói với anh vài lời êm dịu. Sơ thấy anh ghì chặt bộ áo Đức Mẹ trên lòng. Anh nói, thưa sơ, xin sơ ngợi khen mẹ Thiên Chúa cho tôi với. Đức Mẹ đã nghe lời tôi cầu nguyện mà không bỏ rơi tôi. Rồi, bằng những câu gián đoạn, anh kể lại cái sợ hãi phải chết trong tội trọng ở ngoài mặt trận và lời cầu nguyện anh đọc lại nhiều lần. Lạy nữ trinh nhân từ, con đang mắc tội trọng. Xin mẹ đừng để con chết khi chưa gặp linh mục. Anh tiếp. Thưa sơ, bây giờ xin sơ tìm ngay cho tôi một linh mục. Tôi chẳng sống mấy tí nữa, mà đã lâu năm rồi. Tôi không xưng tội. Cha thiên úy bệnh viện bèn đến giúp. Với một lòng sốt sắng hăng nồng,
anh trở lại xin Chúa thứ tha, chịu phép sức dầu và của An Đàng. Lúc Sâu giúp anh cảm ơn Chúa, anh thỏ tâm sự với Sâu rằng, từ nhỏ, tôi đã sống một đời du đãng, vô tâm hết sức. Sau lần rước lễ bao đồng, không một lần nào tôi chịu các phép bí tích nữa. Nhưng tôi vẫn có một chút lòng yêu mến Đức Mẹ. Vì từ khi tôi còn thơ ấu, mẹ tôi, một phụ nữ quả cảm người Ái Nhĩ Lan, đã trồng trong lòng tôi mầm mống tình yêu mến ấy. Khi nhập ngũ vào tiểu đoàn mới thành lập cấp tốc kỳ vừa qua, tôi đã đặt mình dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ. Chiều ngày thứ hai sau khi đến bệnh viện, anh đã từ trần bình an trong Chúa. 13. Tràng hạt của một người hấp hối. Một buổi chiều tháng Chạp năm 1855, sau một ngày tận tụy với công việc, cha Baron, chính sứ Đao Ai, vào phòng đọc kinh nhật tụng. Có người gõ cửa, ngài ra mở. Một nữ sinh chào ngài và xin ngài đến giúp một người đàn bà bệnh kịch liệt ở phố N, số 28. Vì linh mục tận tâm đó muốn ngừng ngay kinh nguyện, để đi ngay với cô bé đến địa chỉ trên. Nhưng cô trình rằng chưa đến nỗi khẩn cấp quá, chỉ xin ngài đừng hoãn đến hôm sau là được. Cha xứ vi địa chỉ bệnh nhân và bảo cô bé về trước báo tin ngài sắp tới. Nguyện xong, cha xứ lên đường, không đếm xỉa gì đến mưa rơi tầm tã và giá lạnh buốt cóng. Đi cứu một linh hồn, an ủi một đau khổ. Mưa rét có là gì trước một mục đích cao cả như vậy? Đến phố nữ sinh ấy dặn, mày vào căn nhà số 18. Chắc chắn đó là chỗ cô ấy đã nói. Nhà này nghèo nàn, không có người giữ cửa. Linh mục dò dẫm lên thang, gõ cửa gian phòng đầu tiên ngài gặp. Một người đàn ông ra mở cửa, thấy bộ áo linh mục, ông ta khinh khỉnh đứng nhìn. Cha nhã nhận hỏi đây có phải là phòng của một phụ nữ nghèo lâm trọng bệnh không? Ông ta giận dữ, nguyên rủa 3-4 lần để trả lời, rồi đóng sầm cửa lại trước mặt cha. Nhưng nhẫn nại và hiền từ như thầy mình, linh mục gõ đến cửa thứ hai. Cũng chẳng ai đón tiếp ngài niềm nở hơn phòng trước. Trong giới lao động, nhiều người coi linh mục là người nếu không đáng ghét thì cũng đáng ngờ vực. Chỉ còn có tình yêu vô tận của Chúa Giê-xu mới làm cho vị linh mục đó khỏi chán nản làm việc cứu giúp những linh hồn bội bạc và vô đạo ấy. Ngài lên tầng thứ hai, gặp một em bé ở hành lang. Ngài hỏi thăm, em nhỏ ơi, em có thể chỉ cho tôi căn phòng của một phụ nữ đang ốm nặng trong nhà này không? Bà G. Ấy mà. Ó. Ở đầu hành lang này. Một bà bệnh nặng lắm. Trình cha. Ba con bảo bà ấy không qua khỏi đêm nay được. Nhưng hình như tên bà không phải như cha nói. Tên là gì không hệ mấy. Em làm ơn dẫn tôi đến cửa phòng bà ấy nhé. Cậu nhỏ dẫn cha xứ tới nơi. Linh mục mở cửa vào. Bên giường người bệnh sắp hấp hối, một người đàn ông chừng 50 tuổi lù lù ngồi đó. Ông đứng lên và hết sức ngạc nhiên khi thấy ngài. Linh mục chào ông nhã nhặn và hỏi thăm bệnh của vợ ông thế nào. Ngài tiếp, vì tôi chắc đây là bạn của ông. Ông là ông G. Phải không ạ? Người chủ phòng trả lời cọp lốc. Tôi ấy à? Không phải. Người chủ phòng trả lời cọp lốc. Tôi ấy à? Không phải. Ai bảo cha đến đây dây mình vào việc chúng tôi?
Linh mục rất ngạc nhiên đáp, có người cho đến tìm tôi mà. Có người bảo tôi rằng bà G. Bệnh nguy kịch lắm. Tìm tôi đến giúp bà về vấn đề tôn giáo. Tôi có Lâm Phú, Lâm Khả, Lâm Phòng chăng nữa. Thì bà đây cũng rất cần tôi giúp đỡ rồi. Chắc chắn là Chúa tốt lành sai tôi đến đây. Chính Chúa cho phép tôi lầm lẫn như thế. Người đàn bà lẩm nhẩm yếu ớt. Cô. Vâng. Thưa cha. Đúng Chúa đem cha đến đây đấy hả? Người chồng căm giận nói. Không phải. Đã hơn 10 năm nay không một ông cụ nào bước chân tới đây cả. Cha không được giải tội cho vợ tôi đâu. Nó thuộc về tôi kia mà. Linh mục hiền hậu nhưng cương quyết trả lời. Ông lầm rồi. Thưa ông, vợ ông thuộc về Chúa trước rồi mới thuộc về ông sau. Ông không có quyền định đoạt cho linh hồn vợ ông. Nếu bà muốn xưng tội, tôi sẽ giải tội. Bổn phận tôi là không được bỏ bà. Nếu bà không tự ý chối tôi giúp. Bà ơi, bà có muốn trở về với Chúa và chết như người Công giáo không? Người đàn bà đáng thương giơ tay lên trời và thổn thức vì vui mừng. Chúa nhân từ đã làm mọi sự. Đã nhiều lần con xin nhà con mời cho con một linh mục. Nhà con đều từ chối. Con muốn trở về với Chúa. Chúa hằng thương xót con. Quay về người chồng, linh mục nói, đó, ông thấy chưa? Ông hãy để tôi gặp riêng bà đây mấy phút. Cha nói rất cương quyết như vậy rồi đến bên người bệnh làm người chồng như phải cưỡng bách rút lui. Ông ta vừa ra vừa cầu nhàu tức tối. Người hấp hối sướt mướt. Trình cha, đây là vật đã cứu con. Rồi chỉ cỗ chàng hạt treo ở đầu giường. Bà thêm, con đã nhu nhược sợ chồng con hơn sợ Chúa. Chỉ có để vợ chồng khỏi cãi nhau thôi. Mà đã 10 hay 11 năm nay con bỏ các việc đạo. Nhưng con vẫn không bỏ lòng cậy trông Đức Mẹ. Hàng ngày hay ít là gần như hàng ngày con đã lần hạt và hằng giữ lòng yêu mến Đức Mẹ. Trình cha, chính Đức Mẹ đã dẫn cha đến đây. Chính Đức Mẹ đã cứu linh hồn con. Cảm động sâu xa vì cảnh tượng đó, linh mục an ủi, giúp bà xưng tội và giải tội. Lúc từ biệt, cha hứa sẽ sang xứ bên đem dầu thánh và của ăn đàng cho bà chịu. Ra cửa, vì linh mục muốn siết mạnh tay người chồng, nhưng ông rút tay lại và tỏ ra rất căm tức bên người vợ sung sướng của ông. Vì linh mục coi sổ tay xem địa chỉ của bệnh nhân có người tìm cha đến ở đâu. Ngài thấy không phải là số nhà 18 mà là hạt. Hết sức cảm tạ Chúa vì sự ngộ nhận may mắn ấy. Mai vội vã đến số 28. Gặp bệnh nhân đang chờ đợi ngài. Giải tội xong, Mai tranh thủ thời gian về đánh thức ông từ xứ bên. Cứu thánh thể và đem dầu thánh đến giúp cả hai kẻ liệt. Nhưng khi ngài đến số 18, thì kẻ liệt ở đây vừa tắt thở. Bà đã được ơn tha thứ mọi tội lỗi nhờ phép giải tội. Và chắc là lòng ao ước sốt sắng được chịu các phép sau hết đã bù cho bà trước mặt Chúa. 14. Nhờ đọc kinh kính mừng. Trong miền Flanders có một tội nhân trọng phạm bị án tử hình mà vẫn cứng lòng không chịu xưng tội. Một cha dòng tên đã làm hết cách đưa ông trở về. Nào nài nắng, nào khóc xin, cả đến quỳ gối xuống mà năn nỉ cũng không được. Thấy không kết quả, ngài xin ông ta đọc với mình một kinh kính mừng. Người tử thủ ưng thuận.
Vừa đọc xong, ông ta trâu lệ tràn hòa, đau đớn xưng tội lỗi mình, rồi ra pháp trường với một mẫu ảnh mẹ đeo trước ngực. 15. Mỗi ngày một kinh kính mừng. Trong một thành phố ở nước Tây Ban Nha, có một người vô đạo tệ hại đến nỗi tận hiến mình cho quỷ và không hề xưng tội bao giờ. Tất cả các việc đạo đức của ông ta chỉ là mỗi ngày đọc một kinh kính mừng và không hề xưng tội bao giờ. Tất cả các việc đạo đức của ông ta chỉ là mỗi ngày đọc một kinh kính mừng. Cha Osbinierem Bóc thuật lại rằng, lúc gần chết, ông ta nằm mơ thấy Đức Mẹ. Mẹ nhìn ông bằng một cái nhìn đầy tình thương đến nỗi ông đột nhiên trở lại, cho đi mời linh mục, khóc lóc tràn hòa mà xưng tội, lại khấn sẽ đi thu dòng nếu được bình phục. Nhưng ông đã từ trần trong lúc thành tâm thống hồi ấy.